vui khi gặp lại quý vị khán giả trong chương trình hôm nay. Giọng Ải, giọng Ai. Mùa năm với Giọng Ải, giọng Ai chắc chắn sẽ mang đến cho quý vị nhiều bất ngờ và nhiều niềm vui thú vị vào mỗi tối cuối tuần lúc 19 giờ Chủ nhật trên kênh HTV7. Chương trình do Đài Truyền Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với Color Entertainment thực hiện với sự tài trợ độc quyền của Samsung Galaxy A21s, tiên phong công nghệ camera macro chụp cận cảnh. Và thưa quý vị, đến với chương trình này chắc chắn sẽ không thể nào thiếu hai người bạn, hai người đồng nghiệp rất là quen thuộc và đại nghĩa. Họ là những chủ nhà vui nhộn nhưng mà đôi khi cũng hơi khó tính chút xíu. Vậy thì chúng ta sẽ gặp gỡ với họ ngay bây giờ. Trấn Thành, Trường Giang. Chào hai em. Sao anh nhìn áo em anh có vẻ không hài lòng anh Nghĩa? Không, tự nhiên có cảm giác bữa nay Giang nó hơi ngộ ngộ xíu. Nhưng mà em khẳng định đây là áo đàn ông nha. Nãy giờ chưa ai nói đây là áo của đàn bà. Không, mà em chỉ nói vậy thôi anh tự hiểu nha. À, ủa nó nghe nè em, sao em lấy áo của vợ em đi mặc vậy? Này áo stylist đưa, nó nói là áo này theo kiểu suka. Suka là gì? Suka Doraemon á. Áo kiểu suka. Dạo này mặc quần áo là theo mỗi ngày, theo cơ địa. Hiện tại đang bị theo em thì cái địa dạo này nó thế nào? Hiện tại đang bị cảm sốt, sổ mũi rồi thì cũng hợp lý luôn. Cái khăn này á là để làm gì Trường Giang biết không? Làm gì? Là để dặm nước mắt mỗi lần Trường Giang loại lộn thí sinh đó. Em ơi, em không nên dặm nước mắt. Nếu như Trường Giang loại lộn thí sinh thì Trường Giang sẽ là người dặm nước mắt. Bởi vì sao? Trong mùa mới này nếu mà loại lộn thí sinh bỏ 2 triệu tiền túi ra đền bù cho người ta, nhớ nhưng không? Nhưng mà đó là những khách mời đến đây chứ chúng tôi chủ nhà không tốn tiền. Em ơi, xem không có trách nhiệm khách mời nhà em vậy. Nói vậy rồi ai dám về nhà mình? À, tùy khách mời. Ví dụ mấy đứa trẻ trẻ xinh xinh tới thì mình cố gắng hết sức. Đó thì em chỉ còn mấy người thôi. Mà mấy người mà bắt đầu nó hơi là leo qua tứ hàng mình gọi là dạ chào cô chào bác đâu á. Tự nhiên nó muốn làm gì làm hả? Trùng lợn. mấy chị mấy cô mấy thím muốn làm gì làm, em không có ý kiến. Em không có ý kiến. Mà nhất là mấy người mà bận đồ hay có bông bự đồ đó anh. À vậy hả? Mấy người mà lớn lớn tuổi ta hay bận đồ bông bự. Những người đó ta gọi là bị hoang mang về nhan sắc. Chính xác. Sao vậy? Người ta gọi là những người níu kéo thanh xuân. Trời ơi em ơi, em nói vậy rồi lỡ như một lát nữa khách mời của chúng ta tới có cái bông bự chà bá lửa rồi sao? Ôi ai nói em chối đó nghe. Đất ơi, sao mà không có trách nhiệm với cái lời nói của mình. Chỉ xin anh là ngày hôm nay hãy mời đến đây những con người thiện chí, thân thiện với môi trường. Không em ơi, bởi vì những cái người này theo anh biết nha đều là thầy giáo, cô giáo hết rồi em ơi. Trời ơi, trời. Mà làm bậc thầy cô không phải thầy cô thường, thầy cô khó tính, khó nết. Họ vẫn còn nhận học trò được hả? Vẫn còn em ơi. Chết rồi, showbiz loạn hết rồi. Chết. Hãy cùng gặp gỡ với hai khách mời của ngày hôm nay. Đứng lên thầy cô. Đứng lên chào thầy cho cô hả? Dạ, mời thầy giáo, cô giáo xuất hiện. Tự nhiên thấy cái rét này. La. Tiên học lễ, hậu học văn, kính lão đắc thọ. Em chào anh. Trời ơi. Đây, tất cả đều là thầy, anh nghĩ là cũng là thầy dạy diễn viên luôn. Các em nghệ sĩ trẻ đang ngồi coi thầy cô đó. Giữ tư cách em nha, giữ tư cách. Dạ thưa các quý vị, đây là hai nhân vật mà tôi muốn giới thiệu quý vị ngày hôm nay. Chuyên gia trang điểm Nam Trung và siêu mẫu Xuân Lan. Trung, bình thường khi thấy em xuất hiện ở những chương trình thiên về sắc đẹp, tức là chấm những cuộc thi về sắc đẹp á, em cá tính lắm, em dữ dội lắm. Nhưng mà hôm nay đến với cái chương trình này, nhan sắc bỏ qua bên, chấm để mà nhận xét về cái giọng hát của người đó, đoán coi người đó hát hay hay dở, thì em nghĩ sao, tự tin không? Em thì em không tự tin lắm. Nhìn mặt và bắt hình dong đến con người còn khó đoán nữa là giọng hát đúng không ạ? Vâng. Mà chắc chắn là ở đây ngày hôm nay em, việc đầu tiên em thấy mọi người đã sai rồi. Sai cái gì? Có một số người, một số thứ, một số điểm sau một số năm nó mới thật sự nở hoa. Thì cái bông hoa đó có to tới đâu cũng không bằng cuộc đời đang nở hiện tại của họ. Cho nên vui lòng đừng chặt họ.
có còn hơn không, mệt ghê vậy đó. Ủa sao tự nhiên đi về luôn? Ủa, vậy xí, xí. Anh nghĩ em qua đây nhưng mà giờ em sẽ thuộc về phe nào? Em không được đứng ở đó, bởi vì đứng đó là mất cái mặt của anh. Ủa vậy hả? Em quay nè bà. Ủa vậy hả? Cái bông bà nó bự rồi. Nhưng mà cái bông bự của em đẹp hơn mặt anh Nghĩa phải không? Em thích. Xin lỗi Xuân Lan à, cái bông của em không bự mà cái mặt của anh đâu. Ủa tôi nói gì ngu vậy? Em nhìn thấy sự hoang mang của Trường Giang và Trấn Thành rồi. Giờ nè, em muốn về đội của ai? Ưu tiên em trước nè. Em á, thật ra em là một người rất là có tâm và có cái gu thẩm mỹ. Em biết là bây giờ cái màu áo này mà về cái đội kia tự nhiên nó sẽ bị trùng màu, nên thôi em dành bên đó trước. Dành qua bên Trấn Thành trước. Thấy chưa? Nam Trung về với Trường Giang. Giữ tôi cho có, giờ cũng về với tôi thôi. Thương cho rồi cho rõ. Bây giờ nói gì. Thương cho thôi cho vợ. Thương cho rồi cho rõ. Dạ thưa quý vị, hai người nghệ sĩ mà tôi sắp sửa xuất hiện đây, họ cũng đều là những gương mặt quen thuộc và họ đang rất nóng lòng đến với chương trình. Hãy cùng gặp gỡ với nữ ca sĩ Siêu Black. Ca sĩ Quang Hà. Trời ngày nào trên cao nguyên, và ta vừa thấy mặt trời rạo rực trên môi em. Và ta đã thấy mặt trời ngày nào trên cao nguyên, và ta vừa thấy mặt trời rạo rực trên môi em. Vội vàng em ra đi, đi qua lời ước hẹn, những ngọn sóng bờ mê, bộ lòng ta tê tái. Vội vàng em ra đi, đi qua lời bao giông, những ngọn gió mùa đông, sẽ lòng ta cay. Lên chính mình có sao không, câu ca xưa còn gọi ta mãi mãi ngẩng đầu lên. Và ta đã thấy mặt trời ngày nào trên cao nguyên, và ta vừa thấy mặt trời rạo rực trên môi em. Và ta đã thấy mặt trời ngày nào trên cao nguyên, và ta vừa thấy mặt trời rạo rực trên môi em. Vội vàng em ra đi, đi qua lời ước hẹn, những ngọn sóng bờ mê, bộ lòng ta tê tái. Vội vàng em ra đi, đi qua lời bao giông, những ngọn gió mùa đông, sẽ lòng ta tê tái.
số phận. Cớ sao không vượt lên chính mình, cớ sao không câu ca xưa còn gọi ta mãi mãi. Ngẩng đầu lên và ta đã thấy mặt trời ngày nào trên cao nguyên. Oh yeah. Oh. Và ta đã thấy mặt trời ngày nào trên cao trời rạo rực trên môi em, và ta đã thấy mặt trời ngày nào trên cao nguyên, và ta vừa thấy mặt trời rạo rực trên môi em. Có nghe không? Lòng anh có riêng em thôi.
dừng. Rồi anh ra đi nơi xa cố quên vết thương hôm nào. Yêu dấu ta cha, nhìn sao lòng vẫn đau. Người ơi có nghe không? Lòng anh có riêng em thôi. Dù anh ra đi để cố quên lòng vẫn mãi sao không thể quên. Người ơi có nghe không? Lòng anh vẫn trông mong. Dù đã trăm năm sau khi xa đời anh vẫn không quên. Người ơi có nghe không? Lòng anh có riêng em thôi. Dù anh ra đi để cô quên lòng vẫn mãi sao không thể quên. Người ơi có nghe không? Rất hay thì chúng ta phải làm sao để tìm ra hai bạn cuối chương trình là phải hát dở nha. Ok. Để mình triệt tiêu ha. Để mình triệt tiêu đối tượng. Ở nhà có bây giờ mình ngồi mình coi mình nhắm mình chọn giống như những khách mời mà mình chọn đúng không em? Ở nhà cũng xem nhưng mà đoán thì cũng chật lất. Tại vì khi mà xem được trên truyền hình thì không thể nào mà quan sát được rõ là các bạn thí sinh sẽ hát và sẽ có cái khẩu hình như thế nào. Coi trên truyền hình em thấy không rõ đúng không? Coi trực tiếp em còn không thấy cái gì luôn kìa. Bây giờ thì hai chú nhà muốn mời vị khách nào về nhà của mình? Em mời chị Siêu nha. Tại lâu quá rồi chị Siêu chị em thương nhau lắm. Với lại cái đội tụi em là đủ màu nè, có chị về là thành... Lần đầu tiên cho em xin phép em lấy chị Siêu nha. Tại vì em rất là cưng bả. Sorry anh Hà nha. Ok. Cho phép em lấy chị Siêu nha. Mời Hà về với đội của Trường Giang. Thưa quý vị, tôi sau khi đã sở hữu một chủ tịch tập đoàn chuyên viên mách cấp hàng đầu Việt Nam thì sở hữu thêm một chủ tịch tập đoàn. Chủ tịch tập đoàn chứ mấy mốt phải lên chủ tịch tập đoàn chứ mình đâu có làm chuyên viên bất thường được nữa. Thì chúng tôi đang sở hữu một chủ tịch bất động sản. Hiện tại anh em Quang Hà Quang Cường đang sở hữu tất cả nhà ở tất cả các quận. Không có. Và đang chuẩn bị làm một cái concert ở bên Seoul. Và đang có ý định mời tôi làm MC. Cảm ơn, xin cảm ơn. Ồ dạ. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với vòng thi đầu tiên, vòng hóa thân. Và bây giờ xin mời các bạn thí sinh của ngày hôm nay quay lại. Mời các bạn. Này mình thấy 7 bạn thí sinh là 7 cái ngành nghề công việc khác nhau. Bạn đầu tiên số 1, công việc của bạn ấy là nhân viên tư vấn nhà đất. Cái thao để ra là coi như là tượng trưng hình ảnh vậy thôi, chứ không phải bán cái thao đất đó nghe quý vị. Mời mọi người cùng xem clip. Đêm đêm phòng trà đèn màu kết hoa yêu thương mặn mà. Mẹ em hát hay quá. Chắc em giống mẹ em hát quá hay luôn. Có một chuyện mà sự thật lâu nay mẹ không dám nói với con. Con là con nuôi của mẹ thôi. Con nuôi của mẹ. Sao vậy? Trời ơi. Từ khi biết cái sự thật ổng chỉ là con nuôi thôi, cái mặt ổng buồn thấy rõ. Buồn quá không biết làm gì cho nên xúc cái thau đất mang ra bán. Cắm hai cái xẻng vô mới dòm tưởng cái nồi cơm chiên Dương Châu. Mọi người thấy thế nào về cái clip vừa rồi? Bạn này nha,
là nhìn cái gương mặt bạn với là cái khung cảnh này mình gọi là hiện trường đi ha. Cái hiện trường hồi nãy là hiện trường của mấy cái người mà giống như kiểu mở phòng thu ở nhà đó anh. Media. Anh có cảm nhận không? Giống như là mở cái thấy phòng chữ media đó. Đó, đúng không? Đúng không? Cái dắt nhau qua mà bên cái e này là hay thu, một là bên bolero hay cải lương rồi đó. Là một, cái thứ hai là hát nhạc kiểu anh Lâm Hùng rồi đó. Hàng Thái Tú rồi đó. Đó. Thì em nghĩ là maybe thôi. Gương mặt này có thể hát hay. Kính thưa quý vị, trước khi chương trình mình xảy ra thì nghệ sĩ phải chỉnh chu về trang phục, sau đó vệ sinh cá nhân. Thì tôi có đến một cái nơi gọi là toilet. Phải là chủ quán cái toilet. Thì trên con đường đến toilet thì tôi có bắt gặp một chàng thanh niên đi chung hướng, hướng 12 giờ. Đâu có đi chung cái... Không, từ kể. Thì phải đi, chào anh Giang, chào em. Cái mình cũng trò chuyện. Em là diễn hay là hát? Dạ em là thí sinh. Đó, vừa học xong câu đó là tới cái đường phải rẽ vào toilet bên đây. Dạ, cậu ấy rẽ vào toilet bên đây. Thì chưa biết được là cậu ấy hay hay dở, nhưng rất tự tin đi đứng rồi nói chuyện. Dạ, dạ anh, em thí sinh. Như vậy có lẽ là hôm nay mục đích của cậu ta tới đây là để ca thiệt hay cho mọi người nghe nên mới không tự tin như vậy. Ca dở. Vậy? Tại vì tự tin ở cái mức độ là giống như là trời ơi, ông Giang mà mình nói chuyện thử coi lắm, không biết mình hát hay dở, chắc không biết mình hát dở đâu nghe. Cho đóng góp ý kiến đội trưởng được không? Mời. Thấy vậy nè, đến chương trình mà hát có một chữ mà bắt đoán là hát hay hay không thì thôi coi như đừng đi coi hát đi, mà coi bói luôn đi. Em ơi, cả nhà nghệ sĩ tới đây người ta làm chuyện đó rồi em. Không phải em là người đầu tiên nghe nè. Bây giờ em nghĩ vậy nè, đằng nào cũng coi bói thì nhìn mặt bắt hình dong đi anh. Ngũ quan nảy nở tương đối, đôi mày rậm là rất là tốt rồi. Nhưng mà thôi bỏ qua cái đó đi anh. Nói tốt cho bỏ qua. Đúng rồi. Thầy nhìn cái clip anh thấy không? Cái bạn đó được một anh đưa vô mà em thấy anh đó hơi giống anh Quang Cường. Mà mặt anh này cũng lông mày rậm giống anh Quang Hà. Thấy không nè? Mà anh Quang Cường đi với anh Quang Hà có hai anh rồi. Mà cũng bán đất luôn. Mà cũng bán đất luôn. Chết. Cho nên em nghĩ là hay. Như vậy là bên cái khu bán đất gài vô đây, mà cuối cùng không chừng hát xong ca luôn là để bia cho chủ bán đất. Em thấy cái lúc mà bạn này ra ngồi đứng vậy nè, đúng là kiểu nghệ sĩ ngồi giữ hình ảnh đó, ngồi thẳng cái lưng vậy nè. Xong rồi ngồi vậy nè, cái tự nhiên lúc mà Trấn Thành nói cái mắt liếc qua liếc lại, liếc qua liếc lại nha. Nhưng mà tới Nam Trung nói cái tự nhiên vậy nè. Thôi không hở nè, không phải thở ra hả? Thở hắt ra. Thở ra. Đúng rồi. Biết tại sao mà lưng thẳng đứng không? Thôi bị đĩa đệm giống cưng đó. Nói ít thôi. Nói ít. Đây, nghe chúa tể nói. Chị nghĩ là hay thì chị còn chưa biết, nhưng mà hát được. Hát hay, em suy nghĩ là bạn này hát hay hơn em. Hát hay hơn em hả? Trời ơi. Nếu như mà là hát hay hơn Xuân Lan thì cả cái nước Việt Nam ai cũng hơn em hết Lan. Có thể là hát hay hơn Xuân Lan nhưng mà không bằng bà Siêu được. Dạ chắc chắn rồi chị đây như Thành nói chị là chú tể. Em nghĩ rằng là hơi khó. Giống như là Nam Trung nói là chắc là phải đoán mò thôi. Chứ còn bây giờ mà nghe được có một chữ chả biết không? Có những anh chị ca sĩ lâu năm đến đây á, họ không cần nghe một chữ luôn. Họ nhìn, ví dụ như anh Lâm Trường, anh nhận xét qua cái đùi. Anh nói ai mà có cái đùi bự, đùi to là hát hay. Hoặc là có những người nói rằng cái cổ to là hát hay. Hoặc là đợt đó có một bạn nữ ca sĩ nào đó nói rằng cái vòng một, cái ngực bự thì sẽ hát hay. Đó, có những người... Vậy mà Xuân Lan hát dở. Trời ơi thiệt á. Không lẽ giờ tôi lạc cái bông mà tôi luyện ở bên kia thiệt á. Trường Giang lại làm mời, hãy bóc tách cái đám bông kia ra đi, mình sẽ nhìn thấy một xe trái cây. Hãy đứng lên để chứng tỏ mình không phải là người lép đi cưng. Giang đứng lên Giang. Mình ôm nhau thống thiết cái Giang. Mình ôm nhau thống Nhã thiết. Phương không thích điều này. Nhã Phương ơi, xin em tha lỗi cho chị. Ta đừng nói. Nhã Phương không thích điều này. Phương ơi, em tha lỗi cho chị. Tại vì Nhã Phương ơi, tại vì chồng em kích bác chị. Ôm bác xíu chặt đi em. Chặt đi. Nhã Phương không thích điều này. Chúng ta đến với bạn số 2.
đâu 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 buồn bây giờ đi một thi vệ sinh xíu không bịt miệng nhỏ luôn. Bé chỉ lấy cái khăn giấy bịt miệng nhỏ, không thấy cái miệng mở ra luôn. Thấy tương lai mù mịt chưa? Quang Hà, bây giờ thì em thấy cái độ khó của chương trình năm nay nó như thế nào chưa? Khó quá. Đoán mò thôi chứ còn bây giờ mà bảo mà đi mà bạn này hát hay hát giờ thì chịu. Nhưng mà nhìn tướng tá bạn này rồi gương mặt đó mình đoán được không? Không. Không đoán được. Chắc cái phần hát giờ nó nhiều hơn hát hay. Thưa chú Diệp Bồi Thẩm Đoàn, để nói với một con người, chúng ta không thể nào dựa vào cái clip vớ vẩn của bà Ngân được. Đó chỉ là trò tung quả mù. Chúng ta phải nhìn vào những gì có tại hiện trường thực tế. Hãy nhìn đi. Khi chúng ta phân tách bất cứ một lý do gì, anh ta vẫn ngồi yên, không quan tâm. Thái độ đám điên. Hiểu không? Thì như vậy có nghĩa là anh ta ai mà chữ nghệ sĩ dữ vậy, tự nghiệp nhở. Đây nó lại tâm lý của anh ta là làm như giỏi lắm, nói sai hết trơn. Tâm lý là tâm lý rất bình tĩnh, tự tin. Hai trường hợp: một, anh ta là người hát hay thiệt, dạng như là ca sĩ mà không có hài hước, thành thử ra là thôi kệ nói gì nói chuyện mình, lát nữa mình ra mình ca thôi, không quan tâm. Hai là biết chắc chắn ngày hôm nay sẽ vô làm cho một trận bánh rạp, ca một cái là rụng nụ. Trường hợp này là hiện nay đang 50-50, nên chúng ta sẽ phải chờ đợi. Tại vì trong thời gian này mình một hồi mình coi là mình sẽ lòi ra hơn. Bạn này chưa biết được gì đâu, nhưng chắc chắn là hai cái đỉnh max. Nhưng mà nói chung là dở. Hiện bây giờ là cảm giác là dở nhiều hơn hay đấy. Cảm ơn cái sự phân tích rất là cặn kẽ của Trấn Thành. Chúng ta qua tiếp bạn số 3. Bạn này là công việc nhân viên phục vụ nhà hàng. Tính tiền em ơi. Chị Nhung trả nha. Trời. Hôm bữa đó chị ngứa chị bao mà. Nhiêu tiền mà chị bao? 7 triệu. Trời ơi, té diễn được á. Chị lớn chị trả cho đầu. Thôi cái kiểu quá, chị lớn rồi chia ra đi. Mà chị Nhung nói chị Nhung trả mà. Là sao chia? Tôi ăn chay mà chia gì không chia. Trời ơi, chị sắp bắt luôn chay gì trời. Bây giờ như vậy nè. Cái bill này là 7 triệu mấy, bây giờ ai cũng có điện thoại thì lấy điện thoại ra nè. Để lên. Cái gì vậy? Để, bây giờ lấy điện thoại đi lẹ, để lên. Đó, rồi bỏ vô đi. Trời ơi, đổi nữa. Rồi. Dạ, lắm, chưa? Rồi, em trai. Ở đây có 4 điện thoại, em chọn cái để thanh toán đi. Nhìn ghét không? Để nguyên dàn đèn phía trước, cái đèn che ngay cái miệng vậy đó. Dở banh nóc. Tại sao? Có cảm giác như bạn này là cái người lờ đờ, không tập trung được gì cả. Bạn này là người không có khả năng tập trung. Tôi nghĩ cái cậu này cũng có thể là, mặc dù là cậu ấy nhìn thế thôi, nhưng mà thực sự là cậu có giọng hát ấy. Nhưng mà trong trường hợp này em cảm thấy bạn này là không tập trung được thiệt. Nhưng mà không tập trung thì nó có liên quan tới giọng hát. Một cái người mà khó có cái tâm, cái sự focus thì không có thể nào hát hay được. Em nhìn bạn này em thấy bạn này có đam mê về ca hát thì nhiều, nhưng mà lực bất tòng tâm á. Là kiểu cái hát. Giọng rất là sét á. Dạ. Giống y chang em. Bạn ấy clip cái đoạn hát của bạn ấy thì cái khẩu hình của bạn cũng không có luôn. Như Thành nói là nó lởn vởn lắm. Bạn này là hát kiểu mà róc rách thôi. Róc rách. Như khe suối róc rách chứ không được róc đâu. Mà róc một hồi nó rách á. Ok. Chúng ta đi tiếp nào. Bạn số 4. Công việc của bạn ấy là thám tử. Hả? Thấy ghét không? Đó, xàm không? Mặt ác thì sao? Thank you.
Trời ơi. Em ơi, chị nào tên Ngân lên đây ngồi giùm em cái. Trời ơi, em quỳ lại. Trời ơi, ban đầu tôi còn nghĩ mụn trời sao cái clip gì mà nó vô duyên, nó xàm dữ vậy không biết. Ai ngờ đâu tất cả những cái chi tiết đó nó để dồn cho cái chi tiết cuối cùng bác ăn rồi bác ở. Hay nói nghe nè, cái này mà người nước ngoài coi cái format này chắc ta cười chết ha. Người ta không nghĩ là đất nước mình là có những cái chuyện mà dám làm vậy luôn á thiệt á chứ. Tôi không hiểu. Đáng yêu bây thiệt. Giờ hát một nốt thôi khách mời tôi đã muốn long não rồi. Bây giờ nó ói được. Rồi không biết mấy ông bà sao có ói không nữa. Làm sao mà đoán. Mọi người hãy nhìn. Làm sao mà có một cái người mà từ đầu chương trình đến giờ không? 7 người bịt bà kính mít và bà ra bà làm xàm nhất. Được chưa? Xàm 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 lố, xàm lạ, xàm lùng. Đúng không? Thành thử ra cái điều này nó minh chứng cho một điều rằng là chúng ta sẽ nghĩ xàm nhất. Nhưng không, biết đâu ẩn sau cái lớp áo đó một giọng ca bolero rất hay. Bây giờ phân tích nè, vì sao mặc cái bộ đồ mà gọi là đi nắng đúng không? Đúng. Và có cái khẩu trang cùng tông đúng không? Đúng. Và còn cặp mắt kính đúng không? Đôi giày boot. Boot. Tố cáo. Boot. Vì sao? Lát nữa đây, khi mà vòng 2 bắt đầu, là bắt đầu bung nắp. Yes. Bung đẹp ra là ở trong là nguyên một bộ đồ giống như đồ da hay gì đó. Mở mắt bắt ra là bắt đầu kẻ đồ ghê lắm. Mở ra là cái son môi ghê lắm. Đúng. Đó là bà biên tập. Tại sao bà không lấy một cái bộ mà nó che luôn đôi giày, mà phải chừa đôi giày cho chúng ta nhìn? Để chúng ta đang nghĩ về hướng này là bả hay không bà hát dở. Ủa vậy đó. Không phải nha, nhưng kiếm mà... chuyện dễ sợ, kiếm chuyện dễ sợ. Hồi nãy em thấy là trong chương trình á, cái dáng đi ở trên đôi giày cao gót đi rất tự tin, đi rất là quen. Cái thần bạn này ngay từ đầu đã rất là đậm rồi, rất là chắc rồi. Nhưng mà em nghĩ luôn cái đôi giày, cái thần thái của bà này sẽ hát được song ca với chị Siêu cuối cùng. Chị Siêu, sau khi chị nghe cái tiếng ờ thì là khủng khiếp đó rồi, chị nhận xét bạn này thế nào? Tôi nghĩ rằng là ờ là một cái để khác là để sao cho mình đoán ừ. Nhưng mà tôi nghĩ là cô này hát không hay. Dạ nãy giờ em thấy ai chị cũng nói hát không hay hết trơn á chị ơi. Ủa vậy như không hát hay vậy chị? Không. Nói chung là như này, tại vì cái ờ nha, nếu ví dụ bạn hát hay cái ờ bà cũng hay nữa đó. Ta chị bảo thử cho em nghe chị xin. Bạn số 5. Con hát mẹ khen hay có quyền chứ. Bạn là con của bà chủ tiệm may. Chúng ta phải nhìn cái khuôn mặt của cô ấy. Nếu như một người bình thường, ví dụ như là chị Siêu lấy hát hay là nói, hay quá chị, hay quá. Còn cô này là hát rất dở. Hát rất dở. Tay trong đau khổ. Và chưa biết là bà này hát có hay hay không, nhưng chắc chắn không phải là thợ may. Bởi vì cầm cây kéo và cầm cây thước khi đo rất vụng. Con của cô thợ may thôi. Kể cả có là con của cô thợ may thì ít nhất là bao giờ nhà mẹ có kêu đo hay là có gì thì cũng không bao giờ mà cầm cái cây thước mà in vào thịt người ta vậy, xong móng tay dài ở trên phun máu hay sao. Đúng rồi. Không có được. Chắc chắn không phải thợ may, còn hát hay hay không, không biết. Hay. Hát hay. Hay. Tôi cũng nghĩ hay. Tại vì này tôi nghĩ như này, tất cả mọi thứ mà các bạn nhìn ở đây vào cái clip thì nó hoàn toàn ngược lại. Nên là chẳng qua là làm sao mà để cho mình đoán nó không đúng thôi. Nhưng mà thực sự tôi nghĩ rằng cô này hát hay. Thường thường mấy người xinh đó hiếm người nào hát hay lắm, giống như tôi chẳng hạn. Nhưng mà các bạn có thấy không, nãy giờ những bạn bên đây á, khi mà cái phần hát đều bị che chắn hay làm cái gì đi để chúng ta không thấy rõ, tại sao tới cái bạn này một gương mặt xinh đẹp như vậy và cho quay trực diện không đâu, che chắn được gì cả đâu. Mở miệng rất đẹp. Tại vì Ngân nó biết sẽ có những con người đa nghi như thế này, phân tách cho một hồi, thành thử ra nó tương kế tụ kế. Sao? Tại vì ngày hôm đó là quay rất nhiều người, tới lúc đó Ngân nó mệt, nó không làm nữa. Không. Nó hết kế rồi. Nó mệt rồi. Nó hết kế rồi anh. Nó mệt rồi chứ có gì đâu mà mình suy nghĩ dữ vậy. Ở lúc đó nó hết chiều rồi. Nó mệt rồi. Nó quay lẹ tại trời mưa, quay không được, hậu đòn về không được. Rồi, đây, tiếp theo.
một bạn gái nhìn phía sau thôi nhưng mà cũng xinh xắn đây, tóc cũng nhuộm màu. Bạn ấy cầm cái micro đứng cái dáng dấp, khẳng định luôn bạn ấy tự nhận bạn ấy là ca sĩ. Mời mọi người xem. Bắt đầu hát. Gắt vô chỉnh âm thanh giùm anh cái em ơi. Rồi 3, 2, 1 bắt đầu hát. Gắt vô dập ứng giùm anh cái. Bắt đầu hát. Ủa em ơi sao màn hình tối thui vậy nè em? Máy hết pin chị ơi. Không có coi luôn. Là không được một câu nào luôn, không ớ một cái, không ớ. Pin rồi, hết pin rồi. Máy hết pin em Trung. Tôi không ớ, không ớ, không gì luôn. Nói chung là vậy nè, tôi nghĩ cô này hát không hay. Cái này là chẳng qua là cầm micro để cái tạo dáng kiểu này, nhìn vô giống như một ca sĩ nhưng mà thực sự rằng là đó là chỉ tạo dáng và đánh lừa mọi người thôi, nhưng mà đúng. Thực sự tôi nghĩ là cô này không hát hay. Em đồng ý chị Siêu luôn, ngày hôm nay không có ăn hay hết chị. Nên đây 7 người hát dở hết hả? Không mà thiệt á, anh nghĩ á, em không biết sao bữa nay xem lo lắng quá đi, em cũng có cảm giác. Có thể đó nha, tại vì á bên ban biên tập biết hôm nay những gương mặt người này ngồi đây là chắc chắn phải moi tiền của tụi mình. Có đâu như vậy cũng cao đó, tức là họ đưa ra 7 nhân vật mà nó giờ tới người thứ 6 rồi mà mọi người vẫn có cảm giác là hát dở. Nhưng mà chắc chắn là không thể nào 7 người hát dở được, phải có những người hát hay. Dở hết chắc 7 người mà hát dở chắc vui lắm. Cái cách đứng là chống cái tay cũng không có tự tin nữa. Cái tay nè, Xuân Lan chống nè, là thử nè, cái người tự tin ta chống cái tay đứng khác lên nè, 2, 3 chống. Khoan dưới cái bông. Có cái bông gì thì chống được. Ai kêu? Thấy không? Thấy cái tay người ta không? Đứng thần thái ta không? Đây đây nè, tướng này nói ca sĩ ta còn tin. Bên kia chống cái tay không có dính gì hết trơn. Bên này mà nói ca sĩ là đúng lừa khán giả. Đây là người thường, còn đây là siêu mẫu nó khác. Siêu mẫu nó khác. Không, mà em nghĩ vậy nè, tại vì thực ra cái clip đó đó bên ban biên tập đã làm cho mình không có một cái thông tin nào hết, thì chị Siêu sẽ căn cứ theo cái cầm micro để tố cáo thì nói là bạn này không hay, nhưng mà em nghĩ đây là cố ý dặn. Em nhớ em cầm cái micro cao lên trên này không để cho người ta đáp lại. Khoan nha. Khoan nha. Không được tiếp cận. Ê ê khoan. Đẹp không? Đẹp không? Bạn này đẹp, trong clip đẹp mà. Trang điểm có đầu tư nha. Không chừng hát hay. Tôi là tôi chắc chắn là bạn này hát hay nè. Thế này nè, sẽ là một cái âm mưu tương kế, tụ kế, thiết âm mưu. Là nói là ca sĩ, xong cái mình nói ừ giả bộ ca sĩ cho làm cho mình hát không hay, là chị Siêu là cái người ngây thơ dễ bị lừa. Chị Siêu. Nhưng mà bạn này là ca sĩ thiệt, thí dụ vậy. Tại vì tôi qua tôi thấy cái trang điểm này là trang điểm của cái người mà biết lên sân khấu. Trang điểm giống Nam Trung. Ý là mình là có cái tư duy là ý là nói là bạn này mắt nước đậm á phải không? Tư duy mới. Bây giờ tôi làm một chuyện để động trời. Chị vô không? Quất liền trước khi đậu bạn. Đúng, nếu như các bạn nhắm một nhân vật nào đó mà các bạn nghĩ rằng hát hay, chọn luôn từ bây giờ. Chơi không Lan? Chơi không? Chơi liều không? Chọn ai? Xuất quất số 6, giữ đến cuối cùng. Số 6 hả? Ừ, tôi thấy chắc ăn quá rồi, tôi thấy cái kèo này ngon lắm. Dám không? Chơi không? Tùy chị thôi, cái này tùy chị thôi. Nếu chị muốn liều thì mình ăn nhiều, mình giữ số 6 lại là bên kia không lấy được và không loại được số 6 của mình. Nhưng mà hả, mình xúi chị Siêu làm gì? Hai người này chị Siêu nói hát dở hết rồi. Quan trọng là Siêu đã hào hen. Hồi nãy bao phiêu dở mà ta. Tùy nghe, cái này là ý kiến của em. Nhưng mà vừa rồi anh thấy chị Siêu là hình như đồng ý với em á Thành. Không phải chị okay, Siêu bây giờ dạ không. Có thể nè, lâu lắm rồi chị không chị có nhìn thí sinh. Đúng rồi. Cho nên là cũng có thể là mình cứ theo đồng đội của mình đi. Dạ, với lại nhiều khi là cái tiêu chuẩn của chị Siêu đặt quá cao. Yes, you are, you are. Trong một cuộc chơi là liều mình ăn nhiều chị. Ok, dạ đi. Ok, yeah. Dạ đi. Rồi xong, em gái đã tùng tìm cười rồi, Siêu ơi. Kể cả chị biết cô này hát dở nè, chị chơi luôn, chị vẫn chơi luôn. Yes. Như vậy là bạn số 6 coi như là được bước thẳng vào vòng 3 cùng với chị Siêu. Nắm trọn 10 triệu trong tay luôn rồi. Yes. Chúc mừng em. Chúng ta còn một bạn nữa, bạn ở vị trí số 7. Bạn ấy là nhân viên cắt tỉa cây xanh. Em sợ anh mà không gọi sớm á, là Siêu nó trụi hết một bên cây đó. Đó thôi. Ôi, cắt hoài suốt lúc nãy luôn.
hồng kìa. Em hát lẹ lên em. Bạn bên vợ vợ tê liệt á. Vợ vợ bạn này là vợ nha. Hỏi con miễn hỏi chị nha. Giờ chị chảnh rồi, chị chảnh rồi. Nam Trung thế sao, không có gì để nói nữa cả. Vợ Nam Trung vợ mà nó toát ra luôn á. Vợ chân thật á. Anh Nghĩa cho em xin miếng nước uống đây. Em ăn trái cây không? Dạ em cảm ơn. Gì vậy, tưới cây hả? Được. Tự nhiên cầm ly nước tôi đi một vòng. Uống xong nhìn em ta cho đánh trại. Trời ơi, dễ sợ thiệt. Rồi đi một vòng bên kia nữa. Đi một vòng bên kia nữa. Đi vòng để ngó mắt hả? Bây giờ thấy cái gì nói cho nhau nghe. Đã đi nè. Rồi. Mặt sáng lắm á. Ở dưới ánh đèn rất là sáng. Chương trình này mặt sáng là hát dở nha. Không, nhiều khi mình cũng phải nghĩ lại. Bởi vì nhiều người á. Thành đi đâu với Thành? Tối anh uống nước á hả? Ủa sao tự nhiên khát nước hoài vậy? Sao cả nhà đều khát nước vậy? Trời, anh cho em xin miếng nước nha. Trời ơi, hết khát rồi. Nhà ngược dễ sợ. Sao? I don't think so. I think so. Thôi vậy bên kia là hay phải không? Bên kia là hay phải không? Vậy bên mình quyết định dở đi. Trung với cá nhân em thì em nghĩ thôi. Là bạn này nói chung là ổn định đúng không? Ổn định. Excuse me. Bây giờ khoan, bàn tới bàn số 7 luôn. Bây giờ tôi hỏi một câu nãy giờ tôi thắc mắc. Tại sao bạn số 2 bạn giữ cái rắc co tâm lý lâu được như vậy ta? Ông không nhúc nhích từ hồi nãy tới bây giờ. Trời ơi, la la nói rồi, có ổng thế ổng. Tại vì ổng chừng á. Ông không ổng bảo vậy thiệt luôn. Mày kia nó bắt vô đây, nó biểu ê. Bữa nay cái thằng kia nó quay, mà tao trả nó ít lương nó về rồi. Mày vô mày thế tao coi, cái ông vô ngồi luôn. Có một cái chiêu mà mình đi chấm những cái này nè. Mình cứ hay mình ngồi miệng mình thì nói nhưng mắt mình thì đảo. Để mình xem thái độ người đúng, ta như thế nào đúng, đúng. Nhưng cứ mỗi một lần mà em dừng lại đó là em không thể nhịn được cười. Bởi vì ngồi im từ đầu tới bây giờ luôn. Một dòng cảm xúc, một posing. Okay. Ngay bây giờ chúng ta sẽ có 30 giây hội ý tìm ra một người mà các bạn nghĩ rằng hát không hay. Bắt đầu. Đấy. Thì đâu người hát không hay. Chưa bao giờ thấy khó như vậy luôn á. Giờ mình chọn đi, mình bàn mình. Số 3 hay số 4 á, tôi thấy số 3 số 4 xàm á. Số 3 với số 7 á. Mới được hả? Cũng làm cho mình mất phương hướng đúng không? Cái số 4 nữa nha, cái số 4 xàm quá. Thôi nhìn thôi. Số 4 nha. Phải hỏi xem đến về người mẹ Ngân không? Số 1 hát không hay đâu nha. Tôi nghĩ số 1 được. Được rồi. Hết giờ. Xến á. 4 với 7 gì thế nào? 4 nha. Số 4 để ca ngợi quá trời luôn mà. Có mình em ca ngợi à. Bí ẩn. Thôi 4 à, em chọn 4 á. Rồi thôi đội 3 người, có 2 người chọn 4 rồi em theo. Quyết định chọn số 4. Tôi là tôi nghĩ là mình nên suy nghĩ về giải tỏa quận 5. Quận 5 à? 3 hoặc quận 5. Khu bên nhà Mai 3 tháng 2 áo cưới rồi nè. Đúng vậy, vẫn nhớ lại cái nét bà mẹ. Sau khi nó hát xong là cô phải cười nha, chứ nó hát dở kệ nó. Bắt con hát dở bắt cười, bắt cười thiệt. Nói hay đi. Hay. Chào quận 5. Các bạn đã chốt là quận 5. Quận 5. Đấy. Số 4 và số 5. Bây giờ chúng ta sẽ nghe các bạn ấy thể hiện giọng hát thật của mình nha. Muốn nghe bên nào trước nè? Số 4 trước đi. Ok, số 4. Số 4 trước đi. Mời em. Gió cũng theo chiều xuống, hoa đã lội đường. Gió cũng theo
Bây giờ anh công nhận chị Siêu nói đúng nha. Ở nó dở thì hát nó cũng dở như ở. Ca mà quéo bông luôn. Quéo bông luôn mà. Em giới thiệu đi, em là ai? Dạ em tên là Phan Thị Hùng Cẩm, em làm sản xuất phim. Trời ơi. Ủa em ơi, nó nghe tại sao em làm sản xuất phim, em không đi làm công việc đó đi, em tràn vô đây em làm chim quánh lừa tất cả mọi người vậy? Bị ngân dụ. Dạ em muốn lấn sân vô showbiz á anh. Trời đất. Cái lúc mà em đi quay á, những cái phân đoạn nào mà dễ dễ là em cũng vô đóng làm diễn viên nữa đó. À làm buồn chúng cho mấy cái clip trước đó đúng không? Rồi clip này vô làm nhân vật chính luôn vậy đó. Hàng chi bà già dĩ quá. Tự tin luôn. Gần quá à. Cảm ơn em. Chào em. Làm sản xuất phim tiếp nha. Dạ. Ừ. Quận 5 là bên Trường Giang lựa chọn nè. Ta hãy bung nóc cho anh. Mời em. Dở. Đang lo lắng đấy. Hát rất dở. Tay trong đau khổ. Hay. Hát hay. Hay. Tôi cũng nghĩ hay. Nhưng mà tôi thấy bạn mày xinh. Bạn mày xinh lắm mà. Thường thường mấy người xinh đó hiếm người nào hát hay lắm giống như tôi chẳng hạn. Đang lo lắng đấy. Thôi, cười ai lòng chê trách ai. Ngày mai buồn vui rồi cũng sẽ đến. Để đêm về không sầu không vương vấn chi ai. Tìm đâu để thấy lối đi mặt trời. Tìm đâu để bước hết những ngày mưa. Tìm đâu khoảng trắng giữa góc phố lạnh lùng. Để mình tô màu cho lòng thêm đắm say. Đâu để thấy lối đi mặt trời. Tìm đâu để bước hết những ngày mưa. Tìm đâu để xóa hết. Bao nhiêu chương trình đi hát bao nhiêu năm chọn cái gì mà nó xinh nữa đi loại nó. Ai loại vậy? Đè xuống giả vô mặt cho anh. Bây giờ muốn mình loại không? Ôi tôi tiếc quá, chọn ngay từ đầu tôi đã chọn cô ấy. Dạ bây giờ mình nghe cô bé ấy giới thiệu nha.
Em xin chào mọi người có mặt trong trường quay Giọng Ải Giọng Ai ngày hôm nay. Thì em tên là Quỳnh Thi, tên nghệ danh của em là Pay. Hiện tại là em đang làm singer songwriter. Thì vừa nãy là bài hát mà em sắp tới sẽ ra mắt vào đầu tháng 7, tên là Tìm Đâu ạ. Tụi em biết Quang Hà, Nam Trung đều biết bạn này hát hay, và bạn ấy cần phải hát một bài riêng của bạn ấy để bạn ấy tỏa sáng. Tới năm nay vẫn còn xài một chiêu cũ mà em cũ rít. Cái chiêu từ 11 tới giờ luôn á. Tội không hợp tác gì hết trơn. Tội không hợp tác gì tôi. Không có. Lúc nãy thì anh Giang anh cũng có nói là tại vì em cũng sắp phải ra bài hát mới, thế cho nên là thôi cho em thêm chút thời gian về cho cái bài hát. Giang biết chuyện đó luôn á Nam Trung. Biết Giang chứ. Có nói mà anh. Trời trời. Nãy tôi nói Nam Trung mà. Nói láo mà không biến sắc luôn. Em là em mới được Giang rút xương cái lưỡi của em. Em rất léo luôn cho nó vui. Thôi mình thua rồi. Cầm cái bản 2 triệu lên đây cho người ta, tặng cho người ta. Cái đó bên ca sĩ người ta lo chứ bên chủ nhà đâu có tiền. Thấy chưa? Thấy không? Ca sĩ với khách mời thấy chưa? Nghe chủ nhà suối, thấy không? Cái móc 2 triệu tiền túi ra bù đắp cho ta. Khi mà bạn ấy chưa hát mà bạn ấy phái tổ là biết là thôi mình mất 2 triệu. Cảm ơn em đã đến với chương trình và chúc em thành công với sản phẩm sắp sửa ra mắt nha. Chào em. Cảm ơn mọi người. Chúc thành công. Như vậy là ở vòng đầu tiên thì đội của Trấn Thành tạm gác trước 1-0 nha. Đây mới là tỷ số của vòng 1 thôi. Vẫn còn vòng 2 và vòng 2 chắc chắn sẽ còn nhiều điều bất ngờ hơn nữa. Vòng 2 của chúng ta có tên là Siêu Diễn. Bị ho, người ta cố tình ta đeo khẩu trang vô cho lịch sự rồi. Em còn xà xuống em ngó nữa. Đợt đầu là nó cho ngồi ở đây, cái mình đàn xuống nó đeo khẩu trang che lờ. Bây giờ nó biết mình làm chiêu cũ, người ta biết sao. Cho ngồi giữa biển luôn. Cho ngồi giữa thanh thiên bạch nhật, đeo trước mặt mình luôn, kiểu trêu ngư đó. Làm gì tôi. Tại tình huống hợp lý. Cái ông này ông diễn vai ông bị ho mà, thì cái ông khách này mới cho mượn cái khẩu trang để đeo vô giữ vệ sinh chung. Bởi vậy cảm ơn các hành khách, xe tới bến rồi xuống. Bây giờ riết nó lộng hành quá rồi nó để vậy. Nhưng mà nãy anh thấy rằng Hà nói là hình như hát được, tức là em nhìn thấy cái độ mà rung rinh của cái khẩu trang em đoán được hả? Không, em dần nhìn cái cổ họng. À, cái cổ họng giật giật hay sao em? Biết suy nghĩ đến cái nền nhạc thôi, nhưng mà nó cũng có đầy đủ cái độ dài của cái hơi. Ca sĩ chuyên nghiệp dòm qua cái khẩu trang, thấy cái cần cổ nó rung rung, nó giật giật thôi mà đoán được. Chuyên nghiệp nãy chọn số 5 đó. Vẫn còn cài cú. Chọn số 5 là không hay, nhưng tại vì đội trưởng thì để chọn ngay số 5 rồi. Chứ đúng ra là không chọn cái số 5 ngay đầu tiên này đâu. Vậy còn Nam Trung, sau khi em tràn xuống em dòm tận nơi qua cái khẩu trang em thấy cái gì? Điều đầu tiên em thấy đó là đội nhà em xích mic. Đội nhà em xích mic quá. Bây giờ em không biết là em nên nói có đúng ý hay không, bởi em sợ bị đội trưởng chém. Thì tự nhiên nó cũng không vui cả nhà. Nhưng mà em thấy khi mà em nhìn thì em thấy bạn này diễn rồi mắt rồi hình thể các thứ nó rất là có cái độ sâu nhất định. Thì em cũng không dám quyết định là bạn ấy hát có hay hay không, nhưng em thấy bạn ấy diễn giỏi. Đúng, tôi nghĩ là bạn này hát không hay, chỉ biết diễn thôi. Không hay mà chỉ biết diễn. Bé siêu thấy sao ạ? Không, giống như ngay từ đầu á, là chị nhìn cái cậu này, chị mới nói là hát được. Hát được. Chị không nghĩ là hát hay, nhưng mà chị nghĩ là biết hát. Siêu. Đó là nỗ lực siêu được rồi. Cũng cái điệu hồi nãy dạ. Cho nên là đó. Ê, tự nhiên cái em lại một cô hát rất hay. Bữa nào siêu. Đập trợt nó xuống luôn. Ok.
Tiếp theo chúng ta sẽ đến với cái bàn mà nãy giờ mọi người rất là chú ý, bởi vì cái sự tập trung cao độ của bạn ấy ngồi như một bức tượng. Bạn số 2, mời em. Cái gì trời? Đăng 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 đăng. Xuất sắc. Hết rồi đó hả? Hết rồi. Được. Xuất sắc. Được. Cúp điện rồi. Không có karaoke gì được nữa hết. Được. Nó bắt mình đợi một cái đoạn nhạc dạo 3 phút rưỡi rồi nó cúp điện. Xuất sắc. Tại vì dạo này điện đốm nó chập chờn dữ lắm mấy anh mấy chị ơi. Không. Gì không? Không hay được. Tôi đã phát hiện ra trong bước chân của ấy có một sự dở ẹt. Bước chân liên quan gì giọng hát? Có chứ. Không. Không có nhiễm. Không hay đâu, gọi là hát dở lắm. Em nhầm, Giang ơi, em lại nhầm. Cực em kỳ nhập vai. Em phải nghĩ rằng là như thế này. Bạn ấy đang đung đưa nhá. Bạn nằm đung đưa này, không theo nhịp của cái điệu nhạc. Nhưng mà khi mà tăng râm là bắt đầu là bạn biết là chúng ta đúng. Trường Giang trượt phải không anh? Trường Giang ơi, Trường Giang. Lần này tôi bên Trường Giang. Không, cậu này không hay được. Cậu này có biết có thể là có nhịp nhưng mà hát giọng dở. Không, tôi sẽ giải quyết cho. Bây giờ ca sĩ chánh người ta đã thích như vậy, hãy để dành cho người ta ca. Đúng. Vậy thôi, đơn giản. Để dành đi. Rồi, mời các bạn ngồi xuống. Số 3 kìa. Cho số 3 chứ để nó đổ đi nước đầu mình. Giờ em đợi lâu. Mời bạn số 3. Vậy thôi á. Quá à. Chị riêng cái gì hụt hẳn. Hụt hẳn thì á, nửa chị kêu nửa đi. Nói nhiều đó thôi chứ nói gì. Nói nhiều bị lộ chị ơi. Nói nhiều đó thôi. Nói nhiều quá bị lộ hết. Không, chị nghĩ ngay từ đầu là cậu này hát thể loại đó. Ê, dám đến tận trước mặt chị Siêu để mà nhép cái bài của chị Siêu thì không phải tầm thường. Đúng rồi. Em nghĩ là ly cà phê như muốn nói. Nói rằng bạn ca dở banh luôn. Còn bên đây Trường Giang thế sao em? Thật ra thì cái bạn này không có một cái biểu cảm gì mà để cho người khác người ta phán đoán là bạn ấy hát hay cả. Không có một cái gì. Tôi và Hà chưa cùng ý kiến bao giờ luôn á. Em bảo bạn này hát hay à? Hay. Bây giờ thì Giang có ý kiến là hay. Hay đó. Nghe chủ tịch tập đoàn bắt cấp. Bạn này á, đang bị phân tâm bởi cái ly. Sợ bị đổ, bước nhiều bước quá. Đúng. Mà nhìn thẳng xong nhìn xuống cái ly. Cho em nhìn mắt bạn, em đảo, em thấy mệt luôn. Hát hay hát dở. Không, em hát hay hát dở, tạm gác ra đi. Diễn dở. Có thể bạn ấy không phải là diễn viên. Hát hay thôi. Bạn này nhiều khi bạn không biết diễn luôn. Đúng rồi. Nhưng mà trong người là điên thiệt á. Và cho nên là cái người điên hay nhìn thấy nhau. Em nghĩ là hát hay. Hay đấy. Bởi vì tất cả những cái gì á mà anh cứ để ý mà coi, nếu như mà anh hát hay xong bắt anh phải diễn, chắc chắn là anh sẽ bị phân tâm vào cái việc diễn rất là không. Nhiều. Ít nhiều cái người mà biết hát thì người ta sẽ biết cái cách diễn để cho nó duyên dáng. Thôi hai mình quên kia ngồi luôn. Tôi phải sang bên kia ngồi ấy. Cái gì đậu gì đó mà. Thôi tiếp tục chương trình. Thì bây giờ mình cứ tạm để nó đi. Một lát mình còn có thời gian hội ý nữa mà, đúng không? Rồi tiếp nha. Số 6. Nhân vật đã được gà bên Trấn Thành lựa chọn, mời em. Ráng cho anh hạnh diện em ơi. Em đừng làm anh tuột máu nha bé.
siêu ơi, chắc mình sai rồi. Sai rồi, mình sai thì ngay từ đầu chị đã nói sai rồi. Đấy. Sai rồi. Không lý sinh được. Để không chết mất thôi. Câu hát không bạn được câu hát. Nên là người ta kia. Trời ơi, bà đi tìm em bà mà. Duyên đúng không? Dạ. Bà mở cửa ra bà ngóng em bà đó. Rồi ai cãi ta? Rồi ai cãi nữa? Đúng quá gì nữa, có phải là cố tình gì đâu. Thì lại mất em mùa lũ. Tôi chỉ có 4 chữ: lành ít dữ nhiều. Đúng vậy. Thưa quý vị thân mến, sau khi tôi xem phần siêu black à, sau khi tôi xem phần trình diễn mà nó mang cái tính chất là dở chân thật vừa rồi. Không phải, ngay từ đầu là tôi đã nói là câu này không hay cơ mà. Nhưng ủa, mà tôi lại siêu không. Siêu ơi. Yeah. Siêu sai rồi. Ngay từ đầu tôi đã nói cô số 6 này hát không hay ngay từ đầu. Nhưng thế lực nào đấy chị làm gì đó? Hai người kia. Hai người đây. Hai người đây. Bây giờ khó một cái. Khó một cái là bây giờ không loại được bạn này này. Không, đâu được ai loại nữa. Không loại được bạn này này thì đúng là đúng rồi. Và bên đây cũng không được từ chối bạn ấy luôn. Thành ơi, em gieo mình đó Thành. Em gieo mình nè. Em nơi nào chứa đủ em. Tôi lao xuống. Tôi lao xuống có ai đỡ không? Đừng nhớ các em, đừng nhớ các em. Mọi người ơi, mọi người bình tĩnh đi. Nếu mà cái bạn này mà ra đây diễn đúng thật thì từ đầu là mình quá tự tin rồi. Cái tập đoàn lừa đảo ở phía sau cố ý kêu bạn này diễn đơ thiệt đơ hành. Không, không, diễn dở không diễn được. Hả? Đây nè, cố ý giờ, dở hay không tôi nói cái này là chi tiết chắc chắn đúng. Hồi nãy tôi đang nhìn cái góc này nó tối quá. Thì từ cái make up đó nó đậm thì mình thấy là ok, nhìn có vẻ fashion. Nhưng khi bạn lại gần thì thấy ô nó đậm quá. Đậm quá, đậm quá. Nó đậm hơn cái mức mà fashion cho phép, hiểu không? Phải bắt đầu nó không phải fashion nữa mà nó phát bực. Rồi sau đó ca sĩ, tôi từ sao tôi không thấy ca sĩ ai mà để cái neo mà dài dữ vậy, không có. Vậy là không phải Nam Trung làm hả? Không, đó là bên đâu Trung Trung làm thôi chứ không có Nam Trung đâu. Cái móng tay ca sĩ thường người ta chỉ là tỉa tót cho đẹp, sơn rồi nè. Không thể để cái neo mà dài cỡ này. Thường ca sĩ nha, là chỉ có ai cá tính lắm, như kiểu Trác Thuy Miêu rồi hay là kiểu Thảo Trang, ý là mới là nghệ sĩ mà cá tính nặng lắm mới để kiểu đó. Còn bạn này là dạng hot girl, trời ơi, bán trà chanh xem xó rồi chết tôi rồi. Rồi, 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 nè, nè, nói về diễn xuất nè. Nếu mà đây là chiếc dép của nhỏ em à. Nhỏ em đầu chân bự dữ vậy. Đó, với lại á, ví dụ phát hiện cái này là chết rồi, em mình đã có chuyện à. Thì phải, cái này phải cầm đi kiếm chứ đâu có. Đúng không? Đứa em quan trọng hơn chiếc dép. Nhưng mà cái tại vì mình đã chọn số 6 rồi. Nhưng mà nếu mà mình tự tin về số 6 nữa thì cái chương trình này họ đâu có để mình cho hả dạ dữ vậy. Nên họ phải gây chia rẽ, gây rối loạn. Bây giờ chị Siêu sẽ quay qua nghi ngờ Trấn Thành. Bây giờ vậy đi, bây giờ vậy đi. Mình chỉ còn biết cầu nguyện thôi. Dạ mẹ thương mẹ độ cho con đúng nha. Dạ là mẹ thương mẹ độ con đúng. Nãy chị Siêu chị nói đúng đó nha. Lâu rồi chứ không gặp lại Trấn Thành đó. Hồi nãy em cảnh báo chị rồi mà chị không có nghe. Cái gì vậy? Mới hôm tôi xong đó. Nói chung là tôi rất là tiếc. Tại vì số 5 là ngay từ đầu tôi đã nói là hát hay. Dạ. Và cô số 6 ngay từ đầu tôi nói là hát không hay. Dạ. Nhưng mà thôi chị ơi, chưa đâu, mọi cái nó vẫn còn ở phía trước. Mặc dù nó hơi mịt mờ. Không, em vẫn tin đó Siêu. Em vẫn tin là hát hay. Tại vì chị nhẹ dạ. Dạ. À không. Nói chung là vậy nè. Nói chung là cũng nể nang một tí. Dạ. Lâu rồi không gặp. Chiều các bạn đi. Nhưng mà chương trình này mời tôi một lần nữa đi nha, một lần nữa đi rồi thấy cái cảnh. Sao chị hâm dọa chương trình em luôn vậy? Ngon, mời tôi một lần đi thấy cảnh. Đứa nào bước ra hát vỗ tôi quýnh liền. Mà đứa nào bậy nhào vô xuống tôi gã mặt nó liền. Yeah, you're right. Mời thêm một lần nữa đi. Bây giờ kinh nghiệm đầy mình rồi nè. Dạ, dạ. Lần này tôi bỏ. Tại vì sao? Tôi lâu quá rồi tôi không lên. Dạ. Và lâu quá rồi tôi không nhận xét một ai. Và tôi đẩy cái là nhưng
Nhưng nếu lần sau chị tham gia, chị ngồi bên đội nào? Đội em. Trời ơi, rõ ràng là gia đình chúng ta tan nát. Số 6, số 6, vận mệnh của anh đặt trong tay em. Bây giờ danh dự của anh chỉ còn một mình em bảo vệ. Em thấy con bé giờ đứng tướng đúng rõ kìa không? Không, con bé nó đang cười vậy nè. Chết mày rồi Trấn Thành. Không còn hiên ngang như hồi nãy nữa. Mà giờ con bé đứng co cụm lại thấy không? Nếu như mà cô bé này mà hát hay nha, là tôi bế sang Trấn Thành luôn. Đúng là quả báo nhãn lòng. Ok, một lát nữa mình sẽ biết. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với phần siêu diễn của anh chàng số 7. Lành ít dữ nhiều rồi. Lành ít dữ nhiều. Hết. Ủa vậy thôi á? Hết rồi. Ủa vậy thôi á? Năm nay nó làm vụ này có vụ seri phim nữa. Em ơi, cái tập trước là tưởng là nhỏ này kiếm không được, cái tập sau này tự về kiếm nó mới ghê. Cái seri nó kéo dài hết một mùa này lận em ơi. Tự nhiên cái em nói hết da gà lên. Chi của tôi trời. Mà cái giọng nó chua. Trời ơi, da gà lên hết luôn, là thiệt tình luôn á. Nhưng mà giờ bạn số 7 thế nào? Mặc dù có 3 chữ với chữ thôi, chị của em. Số 7 em nghĩ rằng là bạn số 7 là hát được. Vì thứ nhất là cái bài hát này không có beat, không có nhịp. Mà bạn ấy vào cái chị của em là vào rất là đúng chuẩn. Số 7 là em thấy là dở đó. Quang Hà bên đây nói hay đó. Chị Siêu nghĩ sao? Nói chung là tôi nghĩ dở. Dở, dạ, rồi bây giờ mình sẽ lựa chọn nha. 30 giây hủy bắt đầu. Đó, giờ chọn số mấy nè? Số 3 đúng không? Nó nghe nè, số 1, số 2 hát hay để bảo đảm luôn. Số 2 hát hay luôn, số 3, số 7 hát dở cá luôn. Kiểu gì cũng dở luôn. Số 3 phải không? Số 1. Số 3 hát hay đó nha. Số 3 đi. Số 3 là dở chắc. Bây giờ mình loại người hát dở đúng không? Loại người hát dở, nhưng mà số 6 người ta đã chọn từ đầu không loại được. Chọn cái nào? Hết giờ. Mời đội Trường Giang trước. Thưa quý vị thân mến, chủ tịch tập đoàn máy cấp Tàn Quốc là một cô người đã từng làm nhiều show về giám khảo rồi chỉ dạy các em đó. Đã từng nói các em nó phải biết sống như thế nào, làm nghệ thuật như nào. Và phải có cái gọi là cái riêng của mình. Tôi cũng thấy và tôi nghĩ cùng với chủ tịch tập đoàn máy cấp là thấy là hát hay. Nhưng chủ tịch tập đoàn bất động sản mình kia nấp. Chủ tịch tập đoàn bất động sản thì nói rằng là không. Giờ đây loại, với thái độ rất hàng học, loại đi. Không hay, chúng tôi không biết nói gì hơn nữa, cúi đầu chấp nhận. Và là... đành nhìn một tài năng như vậy vẫn loại. Xin lỗi số 3. Anh như không... vậy là làm theo lời của chủ tịch tập đoàn bất động sản. Nếu như ngày hôm nay em ra về và không có gì hết, một là có thể qua bên đây học bánh cúp miễn phí, hai là qua bên anh ăn cơm miễn phí. Yeah. Ok, chốt số 3. Còn đội Trấn Thành chọn ai? Thưa anh, tụi em là hiện nay có hai khu vực cần khoanh dùng. Khoanh dùng số 6 không? Sao là em nghĩ là dở hơn 90% rồi. Em cũng không dám nói gì, tại giờ nói nó nhục lắm. Thì số 7. Nhưng bên cạnh đó vẫn còn một con người nằm giọng mà em thấy hoàn toàn không có một cái nhịp điệu gì. Đó là khu vực Thủ Thiêm quận 2. Vậy là mình sẽ chọn số 2. Số 2. Rồi, các bạn đã lựa chọn số 2 và số 3. Vậy thì bây giờ xin được mời số 3 là sự lựa chọn của đội Trường Giang hát trước. Hay đấy. Hay. Một tài năng như vậy dở banh nóc. Cái khẩu hình của bạn thì cũng không có luôn. Mặc dù là cậu ấy nhìn thế thôi, nhưng mà thực sự là cậu có giọng hát đấy. Cùng với chủ tịch tập đoàn make up là thấy là hát hay. Yeah.
lòng tôi. Hey. Ta đang đắm trên bài đời say hương, mình vẫn thế. Đầu vẫn rối mù sù, vẫn mê u nu u nu u u u u. Cứ say đi, vì cuộc đời cho phép. Cứ yêu đi, tập ba da ba ta. Hai nửa hai, ai hơn hai, ai dần hai, ai thù hai. Cho qua đi. Gương mặt như xịt keo. Chán thiệt, hát bao nhiêu năm, đi hát bao nhiêu năm. Ngay từ đầu tôi đã nói cậu này hát hay rồi. Em cũng vậy, chủ tịch tập đoàn Mách Cấp người ta cũng khẳng định là điên. Mà cuối cùng người điên không phải đó mà là... Nhưng mà cái biết, gì? Biết là người ta sai sao tin người ta sao quyết định theo chủ tại nhà mà không mình có chính kiến vậy. Ưu tiên. Không, chúng mình là những người chuyên nghiệp. Đúng. Ai có chuyên môn thì mình nghe. Chứ không. Đúng. Mình mà mắc nghiệp là mình chết. Thì như lúc đầu Hà đã chia sẻ đấy, tại vì là thật ra thì lúc mà bạn ấy diễn là không hề có một cơ sở gì để bạn thấy bạn hát hay cả. Thế nên là Hà mới phán đoán là như vậy. Đấy là bạn tự đánh lừa chính bản thân bạn và không, tất không. Cả chúng tôi. Trời trời đã tới. Chị ôm em cái. Chị cũng nói bạn này hát dở mà. Chị cũng nói bạn này hát dở mà. Người ta tới chương trình cái mục đích là đánh lừa mình cái ông đấy. Đây là rồi em chính đánh lừa bản thân em luôn. Đó. Thì chính vì thế nên là tôi thì rất là ngây thơ. Tôi thấy thế nào là tôi phang thầy vậy thôi. Hát bao nhiêu năm. Bây giờ thì mình phải nghĩ rằng là với cái chương trình này ai mà hay thì nó là dở, mà ai là dở nó là hay. Đi hát bao nhiêu năm. Kính thưa quý vị khán giả, sau khi Quang Hà đã ngộ ra được điều đó thì chương trình này hết chương trình rồi. Không còn cơ hội để thắng nữa. Trời ơi, anh phải sorry em luôn á, anh cũng có feeling là em hát dở đó. Mà công nhận nha, cái gương mặt em tỏ ra một cái nó dở mà dở chân thành á. Giờ mà giờ điên loạn rồi đấy. Mẹ em quái lắm em. Em có một cái style rất là quái mà rất là lạ mà. Mà cái kiểu này là cái kiểu chị thích nữa. Mà em run nó tốt dễ sợ. Chị Siêu, đây là kiểu chị thích đúng không chị Siêu? Chị thích. Lẽ ra nếu như em được vào vòng trong, có khi em được hát cùng với chị Siêu không? Mấy bây giờ mình hát với chị Siêu một đoạn thôi được không? Được. Em thuộc bài gì? Chị Siêu hay là bài nào em biết của chị Liên Siêu? Cà phê ban mê à? Hay sao? Bài nào biết bài cà phê ban mê. Cà phê đi, okay, ban mê. Cho em tí nhạc ban mê luôn đi. Có nhạc cho beat luôn. Cho cà phê. Beat. Có beat luôn. Rồi ok. Tôi nói chung là tôi rất là tiếc. Em là giọng hát mà chị Siêu thích á. Giờ cũng là giọng hát nhà anh Quang Hà không thích. Yeah. Thank you.
cà phê như vô nơi. Nói chuyện em câu gì, ly cà phê như muôn hát. Hát cùng em câu gì, hương bay theo làn khói, về mùa xuân mong manh. Chưa hề có sự tập trước. Nam Trung khóc hả em? Thưa quý vị, siêu Black và siêu nhân. Quá tuyệt vời chị Siêu ơi. Bao nhiêu năm vẫn, trời đất ơi, ai mà hồi máu quá. Trời ơi, xuất sắc luôn, dễ sợ thiệt. Em ơi, em là ai? Em chào tất cả anh chị ạ. Tên em là Nguyễn Hải Long. Năm nay em 20 tuổi, em đang là sinh viên năm 2 Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh chuyên ngành ngôn ngữ Anh ạ. Không có học về nhạc em? Dạ không ạ. Tại anh đang tưởng là em đó học năm thứ 2 bên học nhạc viện hay gì đó. Em chỉ đam mê âm nhạc thôi ạ. Và em tìm hiểu về âm nhạc và cũng tự đi giao lưu với các anh chị. Nói chung là cũng có liên quan đến nhạc, nhưng mà em thì không. 20 tuổi. Nhưng mà bạn nghệ sĩ lắm, bạn nên giữ style này. 20 tuổi là lớn hơn Siêu 2 tuổi. Dạ. Đó. Để hát được với chị Siêu một cái bài như vậy không phải đơn giản đâu em. Mà để có thể mà feel cùng với chị Siêu như vậy, không hề được tập trước, mà gần như là một cái bản thu hoàn hảo của hai chị em, quá tuyệt vời. Cái bản này bè quán 3 rồi bè quán 5 rồi lên một upstart. Nói chung là em rất là thông minh và em có, em theo được.
Tại vì chị hát rất là nhiều người họ không theo được chị. Và giữa chừng là họ bị bể đó em. Em cũng có bị bể. Em có bị bể nhưng mà em lấy lại được liền. Yeah, I know. Thân Hà phải nói lời xin lỗi với bạn vì sao? Vì thật ra thì đúng như là Hà đã nói là chương trình này nó làm cho mình bị rối loạn. Bấn loạn tinh thần. Thật sự là như vậy. Tại vì khi mà bạn ra là không có một cái gì để có thể mà để mà có thể là đặt niềm tin vào là bạn hát được cả. Mọi lời giải thích của bạn hành động, xin mời. Từ đầu cho đến tới giờ, Quang Hà 4 triệu cho các thí sinh. Đúng, nhưng mà phải nói nốt là thật sự ra là xin lỗi bạn rất nhiều, xin lỗi cả hai người trong đội nữa vì đã phán đoán sai. Nhưng mà hy vọng rằng là bạn sẽ không nghĩ về điều đó nặng quá. Em cảm ơn anh. Còn mình sai mình phải chịu thôi. Chúc mừng em. Cảm ơn em đã đến với chương trình. Chào tạm biệt em nha. Em cảm ơn ạ. Em chào anh chị ạ. Và bây giờ xin mời số 2. Tôi nghĩ là bạn này hát không hay, chỉ biết diễn thôi. Cái phần hát dở nó nhiều hơn hát hay. Anh ta chỉ có hai trường hợp là một là hát hay banh nóc, hai là hát dở đụng nóc. Nhưng mà nói chung là dở. Một con lửa hồng ở bên ta. Một con lửa hồng ở bên ta. Một con lửa hồng ở bên ta. Chạy mà ơi, cao nguyên em thương ai bên núi đang chờ ai? Quả lửa hồng từ bao la, quả lửa tìm về với cõi nguồn. Ông lời bơi hỏi chạy mà ơi, cao nguyên như chiến sĩ cao nguyên bên ánh lửa bập bùng. Quả lửa thiệt, cái mai cho bóng em hiện ra. Em trao bầu rượu, em trao lời nói nhớ mãi nhớ. Lời nói lửa cháy giờ đắng ngày nào. Bạn đang chiến, bạn đang chiến trêu leo bay qua bay qua giữa bầu trời. Bạn còn sống anh hơn mà trôi qua dưới mặt trời. Em còn yêu anh, còn thương anh mãi. Thương anh mãi người hơn. Chạy lên đi lửa trên cao nguyên, mãi chúng ta tình yêu cao nguyên. Trên cao nguyên, mãi chúng ta tình yêu cao nguyên. Chạy lên đi lửa trên cao nguyên, lên đi lửa trên cao, mãi chúng ta tình yêu cao nguyên. Lên đi lửa trên cao nguyên, mãi chúng ta. Siêu nhớ không? Từ đây em nói là giọng hát dở vui chứ không phải là dở quạo. Dở vui. Mà thấy thương mấy em vũ công. Nãy có thằng bé đang nhảy múa qua nè. Ông này ông quơ cái nhỏ. Xem trúng đầu nhỏ nó hụt xuống. Trời ơi, nó hát mà bên đội phòng cháy chữa cháy qua cứu luôn. Hoặc
là em là một người làm công việc bảo vệ, giữ xe thật sự, cho nên có cái tác phẩm nó nghiêm túc như vậy. Hoặc em phải là một diễn viên giỏi có thể diễn ra được một cái nét nghiêm túc mà nó ngây ngô, nó đáng yêu, nó duyên dáng như thế. Ánh mắt quá dễ sợ. Nói đi, em là ai? Dạ em chào mấy anh chị, với chào mấy các tất cả khán giả trường quay ngày hôm nay. Dạ em tên là Thạch Thanh Nhiên. Thạch Thanh Nhiên. Thạch Thanh Nhiên. Ở đâu trời già trời Thạch Nhiên. Thanh niên dạ Thanh Nhiên anh. Thanh Nhiên. Nhiên Thiên Nhiên đó. Dạ đúng rồi. Nhiêu tuổi cưng? Dạ em năm nay 20. 20. Quê ở đâu? Dạ quê em ở Trà Vinh. Trà Vinh. Dạ. Rồi em làm gì? Dạ em đang làm thợ sơn ở trên Đồng Nai. À, tức là làm thợ sơn mình tập trung lắm phải không em? Dạ đúng rồi. Mình tập trung mình sơn đó. Dạ. Hèn chi em làm tất cả mọi chuyện trong chương trình này đều có cái sự tập trung cao độ luôn. Bé ơi, bé. Dạ. Ai bắt em về đây vậy? ai đưa em về đây vậy? Dạ bạn em ạ, bạn ở chung phòng với em. À. Rồi. Thấy em khùng nó kêu em qua đây làm. Quá dễ thương. Yeah. Cảm ơn em đã đến với chương trình nha. Dạ. Chào em. Dạ. Như vậy là kết thúc vòng thi thứ hai, đội của Trấn Thành coi như là ghi trước 2 điểm, thắng tuyệt đối 2 vòng luôn. Còn đội của Trường Giang thì cả 2 vòng đều lựa chọn sai, làm tiêu tốn của những người chơi hết 4 triệu đồng rồi thưa quý vị. Vẫn còn vòng cuối cùng, hy vọng rằng Quang Hà sẽ lựa chọn đúng. Mời các bạn đến với vòng thi cuối cùng, vòng lô diện. Thưa quý vị, đây là ba bạn còn sót lại cho đến vòng này. Các bạn đang có cơ hội có trong tay 10 triệu đồng và được hát cùng với ca sĩ mà mình yêu thích. Ở đây thì bạn gái số 6 đã được sự lựa chọn ngay từ đầu là sẽ hát cùng với chị Siêu. Còn hai bạn trai còn lại, bạn số 1 và bạn số 7, coi như là bao đầu bao đuôi luôn đó, là đội của Quang Hà sẽ lựa chọn một trong hai bạn này để hát cùng với mình. Mà trước khi lựa chọn, các bạn có 30 giây phỏng vấn nghe giọng trực tiếp của các bạn ấy để chúng ta có thể dễ dàng phán đoán. 30 giây dành cho đội của Trường Giang trước, bắt đầu. Anh nghe cơn gió đang về như em gần kề bên. Em hỏi gì đi, các bạn mới trả lời được. Ai thuộc bài ngữ của anh? Dạ em. Em hát được không? Hay không? Em có thuộc không? Dạ có. Hai bạn này đều hát hay. Hỏi đi, hỏi đi. Tôi không biết hỏi nào cả. Bé gái cho anh hỏi câu nè, tên gì vậy? Dạ Trang. Hát dở nha. Gì vậy trời? Giọng ta dễ thương vậy thôi. Bao giờ chưa? Dạ chưa. Em lên sân khấu. Còn em? Dạ chưa. Chưa lên sân khấu lần nào? Cả hai em đều chưa lên sân khấu lần nào. Đi hát karaoke nhiều chưa? Dạ em? Dạ rồi. Hết giờ. Em chắc chắn luôn, chờ đợi đi ăn bơ đồ trứng cả hai. Có muốn hỏi gì không? Anh em mệt. 30 giây dành cho đội Trấn Thành, bắt đầu. Bé số 6 nè, em tên gì? Dạ Trang. Đầy đủ tên á? Trang. Tên đầy đủ họ, em tên họ đầy đủ. Full á. Trang. Vậy thôi, ta có quyền. Cho anh hỏi nè, cho anh hỏi gì thôi. Bao nhiêu lâu làm móng lần? Bao nhiêu lâu làm móng lần thiệt? Hai tháng hay tuần? Hai ngày đúng không? Hai tiếng. Hai tháng. Bolero được nha. Mà bolero vô với chị Siêu hợp lắm. Hết giờ. Xuân Lan cũng đã cố dớt giác niềm tin cho đội của mình nha. Yeah. Bởi vì thật ra nghe giọng của cô bé rất là trong, dễ thương. Đúng mà rồi. Em cũng đang nghi lắm. Em cũng đâu đang có nghi khó là nghe chưa đâu. Nha. Cô bé không có lại gần này. Đi lên. Hỏi xin ơi, không có thay đổi được. Em ơi Trang ơi, cố lên. Bây cố giờ lên. Cái đội kia là cô ấy hát hay hát giờ là cũng không có quyền quyết định nữa rồi. Bây giờ để cho đội Quang Hà lựa chọn nào. Thưa quý vị. Mỗi lần vậy là sai đó nha. Tôi và chủ tịch tập đoàn Mạnh Cường đã mệt mỏi hai vòng vừa rồi. Đã tìm mọi cách để... Thôi để cho tôi chọn nốt vòng nữa đi. Đây, bây giờ đã đến lúc hãy chứng tỏ mình đã từng đi hát. Thật ra thì cả hai bạn Hà đều nghĩ là sẽ hát hay. Nhưng mà nếu mà để mà lúc ấy mà nói chuyện ấy, thì Hà sẽ chọn bạn số 1 để hát xong cao với Hà. Chắc chưa? Bạn số 1. Nếu mà có sai đi nữa thì cùng lắm là bằng Nguyễn Hải Phong. Nguyễn Hải Phong. Mời hai em vào trong để chuẩn bị nha. Còn em số 7 ở đây với anh. Không ai chọn mình hết. Hơi tiếc chút xíu. Nhưng mà bây giờ mọi người cũng muốn biết giọng hát thật của em như thế nào. Hãy thể hiện điều đó nha. Mời em. Hát hay cái là Quang Hà chết liền.
Bạn này dở tê liệt á. Bạn này dưới ánh đèn mặt khá là sáng, mặc dù là không có miếng đèn nào chiếu vào mặt. Ca không có vô gì. Nói chung là tôi nghĩ dở. Và giờ đây khi cô đơn đã qua đi, còn lại gì em tiếc nuối. Anh chỉ biết cầm nín nghe tiếng em khóc. Biết làm gì cho em khi không được bên em. Thà làm đau chính anh hơn gấp trăm ngàn lần, còn hơn trông thấy em đau đớn vì ai. Trong bóng tối ai biết lời nguyện cầu vang đến ai. Cho tôi xin một chút ánh sáng soi lên niềm tin, trong bước chân lơ làng tìm về lại nơi trái tim, về lại nơi xưa. Chỉ biết cầm nín nghe tiếng em khóc. Biết làm gì cho em khi không được bên em. Thà làm đau chính anh hơn gấp trăm ngàn lần, còn hơn trông thấy em đau đớn vì ai. Trong mong tôi ai biết lời nguyện cầu vang đến ai. Cho tôi xin một chút ánh sáng soi lên niềm tin, trong bước chân lơ làng tìm về lại nơi trái tim, về lại nơi xưa. Nơi em đã xa đi. Tuyệt vời. Em trai, anh chỉ muốn nói em điều này. Anh chỉ biết cầm nín nghe tiếng em hát. Biết làm gì cho xíu khi anh trọn sâu sâu. Rồi, mời em giới thiệu. Dạ, lời đầu tiên thì cho phép em xin chào chú Đại Nghĩa. Chào anh Trấn Thành, Trường Giang và tất cả mọi người đang có mặt tại đây. Em tên là Nguyễn Minh Trường. Dạ, năm nay em đang đi học. Đi học lớp tại... mấy, bao nhiêu tuổi? Dạ, hiện tại em là sinh viên năm 1 của trường Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh. Mới 19 tuổi. Nhạc viện. Tôi nghe giọng là tôi biết học hành. Tại vì hát âm thanh rất là sạch, rất là anh hỏi chắc chắn. Tại sao mà cái bà Ngân nào đó bắt em úp mặt vô tường? Tại chị Ngân kêu là phải úp vô thì mới được, còn không là về là hơi mệt với chị. Trời ơi. Mặt em sáng quá phải không? Dòng 1 thì bắt nhỏ úp mặt vô tường, vô cái cây. Dòng 2 kêu nhỏ ra diễn úp mặt vô bà số 6 đó. Chính vì vậy mới có cái sự bất ngờ ngày hôm nay, đúng không? Khi bạn ấy cất tiếng hát là một cái tất cả mọi người đều ngỡ ngàng với một cái giọng hát đẹp như vậy. Mà mới năm thứ nhất thôi, mới 19 tuổi, tương lai còn rất dài nha. Chúc em sẽ đạt được ước mơ của mình ha. Rồi, cảm ơn em đến với chương trình. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe. Tạm biệt. Tiếp theo, cái nhân vật hát hay số 3 đã xuất hiện trong chương trình rồi. Anh Nghĩa. Sao em? Em muốn hát trước à? Bên em nghĩ là chương trình mình kết thúc từ đây là được rồi.
chứ đừng để không, đừng có để anh em tương tác mệt thật kỳ vậy. Mình được 50 triệu, mình trừ đi 4 triệu mình vẫn là 46 triệu. Thôi anh, từ đầu đến giờ mình có lên tiếng nhiều đâu anh, thôi mình thắng mình biết. Mời Quang Hà, thấy có vẻ bây giờ em đang rất tự tin. Mời em, em sẽ bây giờ em đã chọn rồi thì phải rõ ràng là phải tự tin. Đúng, mời em. Maybe thôi. Gương mặt này có thể hát hay. Có lẽ là hôm nay mục đích của cậu ta tới đây là để ca thiệt hay cho mọi người nghe nên mới tự tin như vậy. Ca dở. Lip sync cái nền nhạc thôi, nhưng mà nó cũng có đủ đầy đủ cái độ dài của cái hơi. Nhưng em thấy bạn diễn giỏi. Đúng, tôi nghĩ là bạn này hát không hay, chỉ diễn thôi. Nhưng không khách ai lúc này để anh có nơi tựa vào. Mà sao trong anh buồn thế? Anh nhớ lại những kỷ niệm. Mà sao trong anh buồn thế? Anh nghe cơn gió đang về như em gần kề bên em. Anh đưa đôi mắt anh tìm nhưng không. Gặp của chị. Dài, cứ trôi theo anh từng ngày. Em ơi giờ đây anh cần thân một bờ vai em ơi, nhưng không cánh ai lúc này để anh có nơi tựa vào. Anh nhớ lại những kỷ niệm mà sao trong anh buồn thế.
hạnh phúc quá phải không Hà? Tìm đúng người rồi. Hai dòng đầu mình trật lót hết trơn trọi, dòng cuối cùng quan trọng nhất mình vớt đúng người hát hay không cùng mình. Không phải là hạnh phúc mà là vô cùng hạnh phúc. Vì nếu như mà sai một lần nữa thì xuống dưới kia chắc Giang với là chỉ chiết em cho chết. Vâng, đội của em chỉ chiết em chết mà. Anh, em có chỉ chiết anh đâu. Mà không phải là đội của em chỉ chiết nữa mà cả chương trình chỉ chiết, cả bên này chỉ chiết nữa. Sẽ bảo là ba lần đều sai giống Nguyễn Hải Phong. Với Hải Phong. Em biết không, Nguyễn Hải Phong là tham gia chương trình này đâu khoảng mùa 1, mùa 2 gì đó. Mà bây giờ là mùa 5 vẫn còn bị nêu tên làm biết. Anh nghe chị Siêu hỏi rồi. Sao em? Chị hỏi lại chị. Em ơi, nếu ví dụ như chị chọn sai lần này thì có tính không? Chị, đời được cái gì nè. Đúng hai lần đầu vô nghĩa, lần thứ ba mới quan trọng. Yeah. Ok, trước tiên là cảm ơn Quang Hà cái đã. Mời Quang Hà về chỗ. Rồi bây giờ mời em giới thiệu về mình. Lần đầu tiên cho em chào quý anh chị khách mời ạ. Dạ, em tên là Lưu Trấn Long. Dạ, em là ca sĩ. Biết ngay mà. Hôm nay em rất là may mắn và rất là vinh hạnh. Hôm nay em được hát chung với anh Quang Hà. Cách đây 15 năm trước, lúc đó em ở dưới quê vừa mới lên Sài Gòn. Là anh Hà đi hát ở đâu là hay có mặt em ở đó. Là đi theo coi thôi. Dạ đúng có rồi. Có quen biết gì không? Cái vụ bán đất nãy là dạ, hồi nãy Trường Giang nghi ngờ đó. Dạ không có biết. Dạ, cách đây 15 năm là em vừa lên Sài Gòn là anh Quang Hà hay đi hát các khu công nghiệp. Và lúc nào em cũng lên song ca với anh Hà, ví dụ như Định Bệnh và Định Bệnh 2 rồi đó. Nên những bài đó là em hát với anh Hà. Cho nên ngày hôm nay em rất là vui và rất hạnh phúc là vòng cuối cùng em được gặp anh Hà ở đây. Em xin cảm ơn anh Hà rất nhiều ạ. Thì chúng ta sẽ chia tay bạn Long ở đây nha. Cảm ơn em đã đến với chương trình. Chào em. Xin mời tất cả các anh chị. Thời khắc đã điểm. Định Mệnh đã an bài. Mời Siêu lên vàng quá. Không, trời ơi, lên sân khấu quá. Chưa biết là đâu là tao cũng kêu kìa. Nói chung là vậy nè, tôi nghĩ cô này hát không hay. Em đồng ý chị Siêu luôn. Nhưng mà bạn này là ca sĩ thiệt. Thí dụ vậy, tại vì tôi qua tôi thấy cái trang điểm này là trang điểm của cái người mà biết lên sân khấu. Trang điểm giống Nam Trung, suốt bước số 6 giữ đến cuối cùng. Số 6 hả? Ừ, tôi thấy chắc ăn quá rồi, tôi thấy cái kèo này ngon lắm. Không dám nhìn vào đôi mắt đây, đôi mắt lấy cứu biển hồ đây. Say man, so man, có ngọn lửa nào đắm nhé.
Black, siêu Black, chỉnh anh, chỉnh anh, chỉnh anh, chỉnh anh. Đẳng cấp vẫn là mãi mãi nghe chị. Hát kế bên em nó như vậy mà chị vẫn không hề bị mờ đi một chút nào hết. Chị vẫn hừng hực một ngọn lửa cao nguyên rực cháy. Siêu Black, tuyệt vời. Ok em, cảm ơn em. Nhưng mà đáng lẽ em phải là ca sĩ á, tại vì em đẹp quá. Ủa chị khuyến khích bé đi theo đường ca sĩ hả? Không, ý chị nói chị nhìn cái phọt thôi. Chị khuyến khích đi làm ca sĩ hả? Chị không khuyến khích. Dừng lại, chị ơi, dừng lại. Chị không khuyến khích nhưng mà chị biết ngay từ đầu là cô bé này hát không hay rồi. Em giới thiệu về mình nào. Dạ em tên là Kim Trang và em đang làm cô giáo dạy múa cột. Dạy múa cột. Cái tay của con chuột thôi. Còn lừa tôi đó với cơ thể với cả một cái khuôn mặt rất là đẹp. Đấy, em dạ. Là nhìn là vô là thấy showbiz tới nơi rồi. Lựa chọn một cái môn nghệ thuật là múa sao không nói chuyện là không đúng rồi. Đúng rồi. Nhảy thôi. Chỉ có được nhảy đẹp thôi. Dạ. Mông đẹp, tất cả mọi thứ đều đẹp ngoài trừ giọng hát. Em phải chạy qua đây em ăn được chứng thành. Sẵn cơ hội mình lên sóng của chương trình Giọng Hải Giọng Ai lần này á, mình sẽ tạo cái signature riêng cho mình đi. Là bây giờ em mà mỗi lần em xuất hiện em múa là em cắn cái cành hoa hồng vậy nè, để cho người ta biết nhận diện ra em, là để cho em đừng mở miệng luôn. Ủa, mắc mớ cắn hoa hồng như gai nó đào, lấy miếng băng keo đen á. Còn mấy thôi ta để cho mai cái phẹt mua tiêu vô miệng luôn, mỗi lần muốn nói chuyện gỡ ra. Mấy anh chị ơi, em có muốn làm ca sĩ đâu, em làm cô giáo dạy múa cột thôi mà. Nhưng mà đến tham gia chương trình này bắt buộc phải hát. Cái này anh ạ, là do thua quá của tay chú đó. Lỗi của em, tại sao em lừa anh Trấn Thành giỏi vậy? Chị đâu có nhận em. Tự nhiên chị Siêu cũng bị dụ luôn. Anh Thành là năm mùa rồi mà vẫn còn bị lừa. Có nghĩa là cái đẳng cấp của em nó cao lắm nha. Ok, em đã thành công ngày hôm nay. Chúc mừng em. Mời tất cả anh chị em nghệ sĩ chúng ta cùng lên sân khấu. Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với cầu thủ Công Vinh và Hoa hậu Cẩm Vân, Thủy Tiên và Dương Triệu Vũ. Trong mắt Công Vinh hình như có điều gì đó bức. Chết rồi, không lẽ gia đình lục đục mà chúng ta nói là... Lần này em có muốn ngồi bển không? Bển công xã em kìa. Thôi. Nè, cái này mà trong phim ta dùng ký á là vậy nè. Chư bò. Đón xem tập 4 Giọng Hải Giọng Ai mùa 5 được phát sóng vào lúc 19 giờ ngày 19 tháng 7 năm 2020 trên kênh HTV7. Quý vị, hôm nay chúng ta có một chương trình rất là vui cùng với những người nghệ sĩ khách mời cũng như là các bạn thí sinh tham gia. Mỗi bạn là 10 triệu đồng. Cảm ơn các bạn đã đến với chương trình này. Cũng như là với Quang Hà, giải thưởng 50 triệu đồng. Chị Siêu đến đây có những giây phút thăng hoa với cảm xúc, với nghệ thuật và những tràng vỗ tay yêu thương của khán giả cùng với sự ghẻ lạnh của người đàn em Trấn Thành. Không, nhưng mà một điều cái là chị rất là hạnh phúc. Dạ. Chị hát với lại thí sinh dở hay là các bạn dở hơn hay là các bạn hay hơn, chị đều rất là máu. Dạ. Chị Siêu nói là chị rất là hạnh phúc. Lâu lâu chị mới gặp lại Trấn Thành nó vẫn lừa chị. Cảm ơn tất cả các anh em nghệ sĩ và thưa quý vị khán giả. Đến đây chương trình Giọng Hải Giọng Ai cũng xin được phép kết thúc. Chương trình cho đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với Color Entertainment thực hiện, phát sóng hàng tuần lúc 19 giờ Chủ nhật trên kênh HTV7. Cảm ơn nhà tài trợ độc quyền Samsung Galaxy A21s tiên phong công nghệ, camera macro chụp cận cảnh đã đồng hành cùng với chương trình. Xin chào tạm biệt.